Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ hai đầu tuần. Tuy nhiên rằng là sau khi tiếp cái một cái vị khách hàng, họ đã chạy 12 tiếng đồng hồ bằng xe gắn máy đến với văn phòng. Và một cái cảm giác rằng là buồn lắm, vì muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết lặp lại một cái câu cho quý vị và các bạn được hiểu được rằng ở Việt Nam chỉ có hai cấp xét xử. Tôi muốn lặp đi lặp lại, ở Việt Nam chỉ có hai cấp xét xử thôi các bạn ơi. Các bạn đừng trông chờ vào giám đốc thẩm nữa. Câu chuyện của anh liên quan đến việc tranh chấp đất đai. Thì bản án của tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc phía bên gia đình anh phải có nghĩa vụ thanh toán cho phía bên kia, bên đi kiện, một số tiền. Và không đồng ý với bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân cấp quận, huyện. Ba anh đã kháng cáo bản án này. Và cái việc kháng cáo bản án đã hoàn tất về việc đóng tiền tạm ứng án phí, đã hoàn tất về việc soạn đơn, đã hoàn tất về việc cung cấp chứng cứ. Tuy nhiên là lần đầu tiên thì khi mà tòa án cấp phúc thẩm có giấy triệu tập thì ông đã đến. Lần thứ hai người kháng cáo đến, và lần thứ hai thì ông không đến. Tòa án cấp phúc thẩm đã có cái đình chỉ vụ án. Các bạn ạ, đình chỉ vụ án với lý do là nguyên đơn không đến. Hôm nay thông qua cái video này, tôi mong muốn quý vị và các bạn phải hiểu thêm những cái quy định của pháp luật để như thế nào để mình tự bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi nhớ và tôi cũng đã nói trong một lần đi tòa, tôi đến tòa án thành phố Hồ Chí Minh và tôi thấy một cái cuộc bức xúc của người dân. Hỏi ra thì mới biết rằng là chị này chỉ nói một câu mà cho tới thời điểm này tôi vẫn còn như in. Yêu cầu cấp phúc thẩm đưa cho tôi lẹ cái bản án phúc thẩm để tôi còn kháng cáo. Tôi còn nhớ rất rõ từng câu của chị nói. Tôi bức xúc, tôi muốn rằng là cấp phúc thẩm đưa cho tôi để không tôi mất cái quyền kháng cáo. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn những cái quy định của pháp luật. Nhớ nha, ở Việt Nam chỉ có hai cấp xét xử mà thôi. Thứ nhất, trong trường hợp chúng ta khởi kiện, chúng ta không đồng ý với nội dung của bản án sơ thẩm của tòa án quận, huyện, thì chúng ta kháng cáo lên tòa án cấp tỉnh. Và bản án của tòa án cấp tỉnh là bản án có hiệu lực thi hành ngay. Tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn theo quy định của điều 333 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Hiện tại chúng ta đang sử dụng luật này quý vị và các bạn. 313 bản án phúc thẩm. Chúng ta tạm thời quên hết tất cả, chúng ta chỉ biết một câu cuối cùng. 6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2018. Nếu hôm nay các bạn, quý vị tham gia phiên tòa với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Không có bất cứ một cái tình tiết, không có một cái cứ. Còn cái việc mà quý vị và các bạn đề nghị xin được giám đốc thẩm, xin hay đề nghị
làm đơn giám đốc thẩm, thì đó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Thưa quý vị và các bạn, thoáng lên một cái nỗi buồn trong tôi rằng kiến thức pháp luật của người dân Việt Nam hạn chế quá. Tôi mong muốn được tư vấn trên cái phương tiện YouTube thông tin đại chúng cho đến 63 tỉnh thành trong phạm vi cả nước. Hiện tại tôi đã nốt được khoảng gần 20 tỉnh thành đã có những cái vị ân nhân, những cái khách hàng miễn phí, có phí của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, từ Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang, Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, 63 tỉnh thành. Tôi mong muốn tất cả các anh chị em, nếu trong trường hợp chúng ta liên quan đến việc khởi kiện, kiện tụng, thì ít ra chúng ta phải biết. Biết để làm gì? Biết để chúng ta tự mình bản thân, mình bảo vệ mình. Ở dưới cái đường link này, tôi có để cho quý vị và các bạn tải miễn phí cái đơn kháng cáo dân sự và cái hướng dẫn. Nếu như quý vị và các bạn có một cái nhu cầu để khởi kiện những cái khác, như là khởi kiện về thừa kế, khởi kiện về hủy giấy, khởi kiện về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng, khởi kiện về ly hôn hay gì đó, thì có thể liên hệ qua với luật sư Thu. Nếu chúng ta trong trường hợp chúng ta ở xa thì sẽ có một cái gói cầm tay chỉ việc cho quý vị và các bạn. Tôi mong muốn và tôi khát khao người Việt Nam tại sao không biết luật Việt Nam. Để đến sáng nay anh đó bảo rằng là tôi không biết, tôi lo sợ gì đó. Và cái điều cuối cùng, cái thiệt hại chính về bản thân cái người không am hiểu pháp luật, cái người thiếu kiến thức, các bạn ạ. Rất mong được cái sự đóng góp từ quý đồng nghiệp, quý thầy cô, các anh chị em gửi cái câu hỏi về cho chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Cũng xin nhắn riêng cho chú Nguyễn Chiến, là người gửi cho tôi rất là nhiều lần. Tuy nhiên rằng là cái việc mà tin nhắn mà không có cái con dấu thì điều đó rất là khó khăn trong việc đọc, và có sẽ có những cái sự nhầm lẫn. Nếu được thì chú sẽ gọi cho tôi qua số điện thoại 0903 392 861 trong giờ hành chánh nha chú nha, từ 8 giờ đến 9 giờ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.